Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bình Dương xóa bỏ hoàn toàn tầng 1 điều trị bệnh nhân COVID-19, 100% F0 nhẹ điều trị tại nhà, coi chừng việc lây nhiễm chéo cho nhóm nguy cơ. Hiện tượng ngửi đâu cũng ra mùi hôi thối hậu COVID-19. Tin vui, thuốc đông y của Việt Nam điều trị COVID-19 cho kết quả cực kỳ tốt. Mỹ vỡ trận ca mắc, các cửa hàng không đủ số lượng kit test để bán vì nhu cầu tăng quá mạnh. Thưa quý vị khán giả, dù ghi nhận số ca mắc giảm, tuy nhiên số bệnh nhân nhập viện trở nặng và không qua khỏi tại Bình Dương lại có xu hướng tăng những ngày gần đây. Trong bối cảnh tình hình mới, Bình Dương đã quyết định chính thức xóa bỏ hoàn toàn tầng điều trị số 1, vốn để điều trị bệnh nhân nhẹ, để tập trung dồn toàn lực cho tầng 2 và tầng 3, chuyên điều trị bệnh nhân mức độ trung bình và nặng. Điều này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh phủ rộng vaccine hiện nay. Tuy nhiên còn một vấn đề khác đáng lưu tâm, đó là việc khi xóa bỏ hoàn toàn tầng 1, đồng nghĩa với việc tất cả F0 nhẹ sẽ được điều trị tại nhà 100%. Thay vì chỉ những F0 đảm bảo điều kiện nơi ở, phòng dịch mới được điều trị tại nhà như quy định trước đó. Điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cho người nhà bệnh nhân, đặc biệt là với nhóm lớn tuổi bệnh nền. Đây cũng là một vấn đề ngành chuyên môn Bình Dương cần lưu tâm. Những diễn biến mới nhất tại Bình Dương sẽ được đề cập trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Hiện tượng ngửi đâu cũng ra mùi hôi thối hậu COVID-19. Dẫn thông tin từ chuyên trang sức khỏe trên báo điện tử VN Express, với những người mắc rối loạn khứu giác, một bông hoa hồng vẫn có mùi khét như một tờ giấy bị cháy. Người bị rối loạn khứu giác hậu COVID-19 thường xuyên ngửi thấy mùi cao su cháy, rác, nước thải, bùn và cảm giác thức ăn có vị như xăng. Đây là chia sẻ của giáo sư Brent A. Senior, khoa tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh tại Đại học Bắc Carolina. Theo chuyên gia này, sau khi khỏi COVID-19, nhiều người bị rối loạn khứu giác, thường xuyên ngửi thấy mùi hôi thối ở xung quanh. Đây là một di chứng không mong muốn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, gây trầm cảm và sụt cân. Trong phân tích tổng hợp công bố trên tạp chí Renology vào tháng 10, 47% bệnh nhân COVID-19 có vấn đề về khứu giác. Tiến sĩ Senior ước tính khoảng một nửa số người nhiễm virus bị sai lệch mùi hương nói chung. Rối loạn khứu giác hậu COVID-19 phổ biến hơn ở người mất khứu giác trong thời gian dương tính hơn là những người không có biểu hiện bệnh. Đây là triệu chứng thường gặp, đôi khi là biểu hiện duy nhất ở người bệnh. Rối loạn khứu giác hậu COVID-19 khoảng 14 ngày sau khi người bệnh đã âm tính với nCoV. Theo nghiên cứu hồi tháng 2 trên tạp chí Nature, bệnh nhân bắt đầu rối loạn khứu giác sau 2 tháng rưỡi kể từ khi có triệu chứng đầu tiên. Chưa ai biết chính xác nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song một số nhà khoa học phỏng đoán nó là hệ quả của tổn thương dây thần kinh khứu giác. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Tin vui, thuốc đông y của Việt Nam điều trị COVID-19 cho kết quả cực kỳ tốt. Tại Bệnh viện Dã chiến 3B Phú Nhuận, bên cạnh phác đồ Tây y, F0 được sử dụng thuốc đông y như là xuyên tâm liên, diệp hạ châu, kim ngân hoa, nhân sâm bại độc, thuốc đông y trị ho bổ phế để nâng cao hiệu quả điều trị. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Ngọc Thanh, Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả thử nghiệm lâm sàng bài thuốc cổ phương nhân sâm bại độc do viện nghiên cứu trên 66 bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 3 cho thấy tất cả bệnh nhân đều hết triệu chứng chỉ sau 5 ngày dùng thuốc, ngang với hiệu quả từ thuốc kháng virus Monopiravir của Mỹ. Trong giai đoạn thử nghiệm thứ hai, nghiên cứu trên 1.000 bệnh nhân, trong đó có trên 700 bệnh nhân dùng thuốc đông y và 300 bệnh nhân không dùng thuốc đông y. Kết quả, trong 700 bệnh nhân dùng thuốc, không có bệnh nhân nào trở nặng. Trong khi đó, 300 người không dùng thuốc đông y, có 14% bệnh nhân trở nặng. Đối với các bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn lo âu, bác sĩ sẽ kê thêm thuốc đông y có tác dụng an thần, dưỡng tâm. Ngoài ra, các bác sĩ cho biết, liệu pháp xông hơi cũng được áp dụng với các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến 3B. Sử dụng thảo dược có tính kháng khuẩn, kháng viêm như là xả, gừng và oải hương để xông giúp kháng khuẩn vùng hầu họng, làm tăng hiệu quả điều trị. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bình Dương xóa bỏ hoàn toàn tầng 1 điều trị bệnh nhân COVID-19, 100% F0 nhẹ điều trị tại nhà, coi chừng việc lây nhiễm chéo cho nhóm nguy cơ. Ngày 24 tháng 12, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin số ca mắc COVID-19 mới những ngày gần đây ở địa phương có xu hướng giảm. Trung bình mỗi ngày, Bình Dương ghi nhận từ 100 đến 300 ca. Tuy nhiên, số ca nhập viện vẫn ở mức cao, mỗi ngày ghi nhận trung bình 15 ca không qua khỏi.
hiện nay Bình Dương không áp dụng cách ly, điều trị tập trung đối với các F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Ngành Y tế Bình Dương nhận định đại dịch COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn mới, tỷ lệ người dân địa phương đã được tiêm vaccine đạt mức rất cao. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bình Dương sẽ không tổ chức điều trị theo tháp 3 tầng như trước đây. Thay vào đó, Bình Dương sẽ bỏ tầng 1, F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly, điều trị tại nhà dưới sự theo dõi của lực lượng y tế lưu động. Các cơ sở y tế tuyến huyện sẽ thay đổi phương án chống dịch, tập trung vào điều trị tầng 2 và tầng 3. Tuy nhiên, còn một vấn đề khác đáng lưu tâm, đó là khi việc xóa bỏ hoàn toàn tầng 1 đồng nghĩa với việc tất cả F0 nhẹ sẽ được điều trị tại nhà 100%. Thay vì chỉ những F0 đảm bảo điều kiện nơi ở phòng dịch mới được điều trị tại nhà như trước đây. Điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cho người nhà bệnh nhân, đặc biệt với nhóm người lớn tuổi có bệnh nền. Đây là một trong những vấn đề mà ngành chuyên môn Bình Dương cần lưu tâm. Tính trong đợt dịch thứ tư lần này, Bình Dương ghi nhận 289.731 ca mắc COVID-19 và 3.111 bệnh nhân không qua khỏi. Số bệnh nhân đang điều trị tại nhà là 48.578 bệnh nhân và 1.617 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở điều trị. Số bệnh nhân nặng nguy kịch cần thở oxy là 424 bệnh nhân. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Mỹ vỡ trận ca mắc, các cửa hàng không đủ số lượng kit test để bán vì nhu cầu tăng quá mạnh. Biến thể Omicron xuất hiện đúng vào thời điểm nối lại hoạt động nghỉ dưỡng cuối năm, khiến người Mỹ đổ xô đi mua bộ kit test nhanh COVID-19, buộc các nhà phân phối lớn phải giới hạn số bộ kit mà mỗi khách hàng được phép mua. Amazon cũng như các nhà bán hàng trên nền tảng này đã bắt đầu áp dụng mức giới hạn từ ngày 22 tháng 12. Các chuỗi dược phẩm quốc gia CVS và Walgreens đã thông báo số kit test tối đa mà mỗi khách hàng được mua là 6 bộ ở các cửa hàng của CVS và 4 bộ ở các cửa hàng của Walgreens do hàng không về kịp. Thông cáo báo chí của Walgreens cho biết đã đưa ra quyết định trên sau khi nhu cầu về test kit tăng chóng mặt và dự báo một số cửa hàng sẽ có thể hết tạm thời. Công ty có kế hoạch phối hợp với các nhà cung cấp để có thêm kit test trên sạp hàng của mình. Do khan hiếm bộ xét nghiệm nhanh tại nhà, người Mỹ phải xếp hàng dài trước các điểm xét nghiệm di động hoặc cơ sở y tế trên khắp cả nước, chờ đợi nhiều giờ liền để được xét nghiệm. Tại thủ đô Washington, một trung tâm cho biết số xét nghiệm họ thực hiện hàng ngày đã tăng gấp 4 lần so với cách đây 2 tuần. Theo giới chức y tế, Omicron hiện là biến thể chủ đạo tại Mỹ, chiếm 73,2% số ca nhiễm mới trong tuần tính đến ngày 18 tháng 12. Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Joe Biden thông báo chính phủ liên bang đã mua 500 triệu bộ test nhanh. Tuy nhiên, ít khả năng có đủ số kit test bổ sung này trước tháng 1 năm 2022. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!